Sầu riêng là cây ăn trái có giá trị kinh tế cao nên hiện nay hầu như được trồng rất nhiều từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ qua Đông Nam Bộ đến các tỉnh ở Tây Nguyên. Nhưng hiện nay rất ít bà con nông dân biết được cây sầu riêng rất khó trồng. Chúng ta phải biết được thổ nhưỡng, khí hậu vùng đất đó có thích hợp để trồng hay không thì mới đạt được hiệu quả khi canh tác cây sầu riêng ở những vùng đất mới. Ở vùng đất thịt pha cát, nhất là những vùng nắng nóng nhiều, độ cát trong đất cao không giữ ẩm được vào mùa nắng sẽ làm cho cây sầu riêng chết. Để cây sầu riêng phát triển được thì chúng ta phải có những giải pháp cải tạo đất để thích hợp cho cây sầu riêng phát triển. Trong Ra Đồng hôm nay phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia VTV9, chúng tôi giới thiệu đến bà con giải pháp cải tạo vùng đất pha cát để cây sầu riêng phát triển tốt. Đất pha cát là tốt, đặc biệt là cát 30% mà đất thịt 70% là tuyệt vời. Trồng được cây gì cũng được hết. Với quy trình của công ty Khôi Tường Thiên thì không có đất nào xấu. Nếu đất tốt nó là 1 tỷ một hect, đất xấu nó là 700 triệu thì chúng ta lấy 300 triệu đó đưa hữu cơ vào thì trở thành đất tốt. Cây sầu riêng rễ nó rất là mẫn cảm và yếu nên là chúng ta trong mùa nắng mà chúng ta không giữ được ẩm độ thì chúng ta không thể thành công ở cây sầu riêng. Khi xử lý mô là chúng ta phải dùng sơ dừa, nhưng mà sơ dừa phải được ngâm vào trong nước vôi chưa tôi á, trong lít nước bỏ 1 kg vôi, vôi cục á, và chúng ta nhúng cái bao sơ dừa vào, sau đó lấy ra để cho khô và chúng ta đưa vào trong mô để trộn với cái phân hữu cơ và trồng. Phải có sơ dừa để chúng ta ngay cái năm đầu chúng ta giải quyết được vấn đề bị cháy rễ trên cái nền đất cát nhiều. Bên cạnh đó là chúng ta phải dùng cỏ hoặc rơm để chúng ta phủ vào trên mô. Bắt đầu từ năm thứ hai trở đi thì chúng ta phải làm sao khi dứt mùa mưa chúng ta phải có cỏ cao hơn 1 mét hoặc một lượng cỏ thiệt nhiều để chúng ta phủ ra rìa tán lá. Cái vườn này bị 2 năm, lý do là trồng cao rễ trên mặt nhiều mà lại không có cỏ nên bị cháy rễ. Sau đó gặp công ty Hữu Cơ Thuận Thiên thì chỉnh sửa lại. Tuân thủ nguyên tắc của công ty Hữu Cơ Thuận Thiên đồng thời với vấn đề để cỏ và phát cỏ. Đấy, nên cái lượng sinh khối của cỏ hòa tan với phân hữu cơ để làm cho cái nền đất này trở nên màu mỡ. May mắn một cái điều nữa là cái vườn này cỏ Mỹ này rất là nhiều nên là cái sinh khối rất là lớn, nên cứ để cỏ cao lên cả mét rưỡi thì chủ vườn phát bột cỏ sẽ được trộn vào trong đất. Hôm nay chúng ta thấy cái đất nó như thế này là nhờ các cái bột cỏ để trộn vào trong đất, dẫn đến rằng là mùa nắng đất sẽ không bị nóng và dẫn đến cháy rễ. Với những vùng đất cát mà xấu thì thật sự để cỏ lên cũng là một điều rất là khó khăn, nên người nông dân á khi bón phân hữu cơ đó thì bón cả ngoài cả cái lối đi để chúng ta có được cái cỏ nó cao, để chúng ta có được cái sinh khối để cho cái đất nó trở thành cái giá thể sớm hơn. Xin lưu ý với bà con là nếu chúng ta sở hữu trên cái vùng đất mà có cát nhiều hoặc vùng đất đồi thì công ty Hữu Cơ Thuận Thiên có yêu cầu là 1 năm chúng ta phải phát cỏ 1 lần, quan trọng là đầu mùa dầm. Nhưng ở những cái vùng đất đồi hoặc đất cát nhiều thì chúng ta phải phát làm sao chừa gốc cỏ lại từ 7 tới 8 cm. Thứ nhất, trên đất đồi thì nó có sự rửa trôi nên cái lớp dinh dưỡng ở trên nó sẽ dễ bị bào mòn, nên chúng ta phải chừa lại các cái gốc cỏ để cho nó giữ lại. Với cái vùng đất cát á, thì cái hàm lượng N tự nhiên trong đất nó thấp so với các vùng đất thịt, và cái keo đất trong đất cát nó cũng ít hơn với đất thịt, nên là khi người nông dân á trồng cây trên vùng đất cát thì chúng ta bón cái lượng hữu cơ có thể nó cao hơn so với các vùng đất thịt từ 25 cho tới 30%. Thay vì chúng ta các cây khác nào bón 7 kg thì cây ở các vùng này chúng ta bón khoảng 10 kg hữu cơ để cho cái đất nó càng ngày nó càng đuổi kịp theo với các vùng đất thịt, để cho cây làm trái làm hoa là nó trở nên có năng suất cao hơn. Đối với vùng đất phèn nặng hay đất than mùn lâu năm như Đồng Tháp 10, thường là đất xấu, chỉ thích nghi với một số cây trồng như mía, khóm. Nhưng nếu bà con nông dân biết cách cải tạo đất, sẽ có thể canh tác được nhiều loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế. Song song với các giải pháp cơ học như làm mương để thoát nước, rửa phèn, lên liếp, đắp mô cao, để khi cây phát triển, rễ không bị ảnh hưởng những khối phèn trầm tích nằm sâu trong đất, thì bà con nông dân còn phải sử dụng các phương pháp cải tạo đất như phân bón hữu cơ, phân chuồng, xác bã thực vật. Đặc biệt với chất cải tạo đất xi để làm cho đất tơi xốp, màu mỡ, cây trồng sẽ phát triển tươi tốt. Ra Đồng phát sóng trên VTV9 vào thứ Bảy, Chủ Nhật
sẻ thông tin đến bà con nông dân giải pháp cải tạo vùng đất phèn hiệu quả.